Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, thật quá vụn về khi RFA dùng phát biểu của Lê Quốc Quân, từng là sinh viên Đại học luật của thầy Lưu Bình Nhưỡng, để rửa tội cho Lưu Bình Nhưỡng. Lê Quốc Quân cho rằng việc bắt và cáo buộc tội danh cưỡng đoạt tài sản cho ông Lưu Bình Nhưỡng là một kế hoạch nhằm bôi nhỏ danh tiếng người thầy cũ của mình. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết RFA bên vực ông Lưu Bình Nhưỡng bằng lý lẽ nào? Bài viết của nhà báo Hồ Ngọc Thắng. RFA, một địa chỉ truyền thông của Mỹ, luôn chống phá điên cuồng Việt Nam. Ngày 20 tháng 11, 2023, lại đăng bài Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, tiếng nói bảo vệ dân oan bị dập tắt. Đây là bài báo thứ tư do đài này phát tán mà tôi đã đọc. Tuy không nói toạc ra, nhưng với bài viết này RFA muốn phát đi lời lẽ binh vực cho ông Lưu Bình Nhưỡng việc bắt giam chỉ để dập tắt tiếng nói bảo vệ dân oan. như vậy RFA đã cố tình xuyên tạc sự thật và muốn kiến tạo dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước Việt Nam thật quá vụn về khi RFA dùng phát biểu của Lê Quốc Quân để rửa tội cho Lưu Bình Nhưỡng Lê Quốc Quân cho rằng việc bắt và cáo buộc tội danh cưỡng đoạt tài sản cho ông Lưu Bình Nhưỡng là một kế hoạch nhằm bôi nhọ danh tiếng người thầy cũ của mình. Lê Quốc Quân từng là sinh viên Đại học luật của thầy Lưu Bình Nhưỡng. Không cần bàn cãi, lời lẽ của Lê Quốc Quân không có sức thuyết phục vì đó chỉ là nhận định theo cảm tính và hoàn toàn suy đoán chủ quan. Hơn nữa, Lê Quốc Quân không phải là một cá nhân đáng tin tưởng. Lê Quốc Quân từng bị tù 30 tháng do tội trốn thuế theo quy định tài khoản 3, điều 161 Bộ Luật Hình Sự Lê Quốc Quân xưng danh là luật sư nhưng phải nói rõ rằng nghề nghiệp chính của Quân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam, thành lập từ năm 2001. Công ty này đã 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, nhưng Lê Quốc Quân luôn là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Chính từ hoạt động kinh doanh của công ty này đã lộ ra những việc làm phi pháp nhằm trốn thuế của Lê Quốc Quân. Về phương diện quan điểm chính trị cũng cần nói thêm, vì những thành tích chống phá Việt Nam tổ chức phản động mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở Mỹ đã trao cho Lê Quốc Quân giải nhân quyền Việt Nam 2013. Đó là sự thật rõ như ban ngày. Cho đến nay, những người được RFA và tổ chức khủng bố Việt Tân vinh danh và binh vực khi bị công an bắt giam thì cuối cùng đều phải đi tù và sau phán quyết của thủ tục phúc phẩm. Chỉ có một trường hợp cá biệt duy nhất không phải đi tù nhưng sang thế giới bên kia. Đó là trường hợp của ông Lê Đình Kình những gì việt tân bbc rfa voa hoa kỳ và các địa chỉ truyền thông của các tổ chức phản động khác làm ầm ĩ cho đến nay không thể là tín hiệu đáng mừng cho ông lưu bình nhưỡng